Ứng viên cực khủng có thể thay thế huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Rộ tin huấn luyện viên Kiatisak đã ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Đội tuyển Trung Quốc muốn chiêu mộ cựu huấn luyện viên trưởng Chelsea Thomas Tuchel. Ứng viên cực khủng có thể thay thế huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Nhiều đồn đoán cho rằng cựu giám đốc kỹ thuật của trung tâm PVF, người được mệnh danh là phù thủy trắng Philippe Chaussier, có thể trở thành người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Philippe Chaussier sinh ngày 21 tháng 3 năm 1955. Ông từng dẫn dắt các đội tuyển bờ biển Nga, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Maroc và hàng loạt các câu lạc bộ trên khắp thế giới. Ngoài việc hai lần dự World Cup, chiến lược gia người Pháp từng giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng đội U20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân U20 World Cup 1999. Vào tháng 3 năm 2018, thì huấn luyện viên trưởng có biệt danh là Phù Thủy Trắng nhận lời làm giám đốc kỹ thuật của Học viện bóng đá PVF. Đây là quyết định rất bất ngờ bởi ở thời điểm đó, chiến lược gia người Pháp được nhiều đội bóng lớn tại châu Á săn đón và trong đó có Vincent Kobe của ngôi sao Iniesta chơi bóng. Philippe Chaussier từng nhận nhiệm vụ dẫn dắt và giúp đội tuyển U19 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2020. Tuy nhiên, giải đấu này đã không diễn ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tháng 5 năm 2021, chiến lược gia người Pháp không tiếp tục dẫn dắt đội U19 Việt Nam, nguyên do là đơn vị chủ quản của PVF cũng không còn hợp đồng với Philippe Chaussier. Thực tế là từ năm 2019, ông Chaussier cũng đã không còn làm giám đốc kỹ thuật của PVF. Lúc đó thì nhà cầm quân này chỉ còn nắm vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội U19 Việt Nam. Chính vì vậy, khi mà hợp đồng của vị huấn luyện viên trưởng người Pháp này hết hạn, lãnh đạo mới của PVF là tập đoàn Văn Lang đã không muốn tiếp tục hợp đồng với ông. Vì vậy, huấn luyện viên trưởng của đội U19 Việt Nam phải nói lời chia tay và về nước. Cũng cần phải nói thêm, lúc mới đến Việt Nam, ông Philippe Chaussier cũng chia sẻ rằng tôi thấy được niềm đam mê và tiềm năng trong sáng của người Việt Nam được bộc lộ sau ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018. Bóng đá là rất phổ biến tại Việt Nam. Họ có một nền văn hóa bóng đá thật sự khi mà World Cup 2026 mở rộng lên thành 48 đội. Việt Nam có thể tranh chấp vé dự World Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier được cho là có sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp cũng từng nhiều lần nói chuyện với huấn luyện viên Park Hang-seo nên sẽ có những chiến lược phát triển phù hợp ở hiện tại và cả tương lai cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, có một vướng mắc rất lớn với mức lương của Philippe Chaussier có thể rất cao bởi khi còn dẫn dắt U18 Việt Nam. Ông được đồn đoán là nhận 3 tỷ một tháng từ một doanh nghiệp trong nước, trong khi lương hiện tại của huấn luyện viên Park đang nhận là khoảng 1,2 tỷ đồng một tháng. Cần phải nói lại, trên đây mới chỉ là những đồn đoán, rất nhiều bộ hồ sơ còn hoành tráng hơn cả huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier có thể được gửi đến. Những chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam rà soát, xem xét kỹ càng trước khi chọn mặt để gửi vàng. Rộ tin huấn luyện viên trưởng Kiatisak đã ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Kiatisak được cho là đã gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Theo nguồn tin uy tín, huấn luyện viên Kiatisak vừa gia hạn hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Bản hợp đồng này có thể tự động gia hạn thêm 1 năm tùy vào quyết định của hai bên. Vừa qua thì tờ Thai Rat còn khẳng định chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot Pumpamuang vừa gọi điện để thuyết phục huấn luyện viên Kiatisak trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan khi hết hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó thì CM Sport bình luận, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện cho thấy Zico không mặn mà với việc trở lại đội tuyển quốc gia Thái Lan. Có nhiều thông tin cho rằng chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa ra bản hợp đồng mới để trói chân huấn luyện viên trưởng Kiatisak. Dự kiến là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan sẽ ký hợp đồng 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai. Sau trận đấu với Viettel, khi được hỏi về việc có khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay ông Park hay không, huấn luyện viên Kiatisak cho rằng việc này cần phải hỏi ý kiến của Bầu Đức vì ông đang trông còn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Xét về điều này, Bầu Đức chia sẻ với giới truyền thông: Zico cần phải xin ý kiến của tôi là đúng, chỉ có sai đâu, tôi là người ký hợp đồng với cậu ấy mà. Tôi chưa nghĩ gì về việc Kiatisak làm huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam, nhưng nếu như VFF hay bóng đá Việt Nam cần thì tôi sẵn sàng, chứ sao tôi từ chối được. Tôi làm bóng đá đâu phải cho riêng Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức chia sẻ. Tôi nói lại cho rõ quan điểm là nếu như VFF cần, tôi sẵn sàng, bằng chứng là tôi đã làm nhiều thứ cho VFF và bóng đá Việt Nam. Việc còn lại là của VFF và các chuyên gia bóng đá tính toán, chứ tôi không tham gia vào việc chọn lựa hay ai làm. Huấn luyện viên Kiatisak đang trải qua chuỗi 8 trận không biết mùi chiến thắng cùng với Hoàng Anh Gia Lai và có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng nếu như không sớm cải thiện phong độ. Nóng, đội tuyển Trung Quốc chiêu mộ cựu huấn luyện viên trưởng Chelsea Thomas Tuchel. Truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin Liên đoàn bóng đá nước này chuẩn bị sa thải ông Li Xiaopeng và họ đang liên lạc với cựu huấn luyện viên trưởng của Chelsea là Thomas Tuchel.
Thời gian gần đây, đội tuyển Trung Quốc đã trở lại tầm ngắm của dư luận nước nhà sau khi mà các cấp độ trẻ của họ thi đấu khá thành công như đội U17, U20 và U23. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng và không tham gia vào bất cứ trận đấu giao hữu nào trong loạt trận FIFA Day. Trận đấu gần nhất của họ đã là từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Để đảm bảo sự được vị trí ở nhóm hạt giống số 2 trong lễ bốc thăm Asian Cup, đội tuyển Trung Quốc phải nằm trong top 12 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA. Và để có thể ngăn chặn đà sa sút hiện tại, truyền thông Trung Quốc cho rằng sự ra đi của Li Xiaoyang là điều tất yếu và việc lựa chọn huấn luyện viên mới đang được Liên đoàn bóng đá nước này khởi động. Khá bất ngờ khi mà tờ Sohu của Trung Quốc đưa tin, một trong những huấn luyện viên đang được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nhắm đến là huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel, cựu huấn luyện viên của Chelsea, người từng dẫn dắt những đội bóng hàng đầu thế giới như Paris Saint-Germain hay Dortmund. Ông cũng đã có cho mình danh hiệu vô địch UEFA Champions League mùa giải 2020-2021 cùng The Blue. Sohu trích lại thông tin từ báo chí nước Anh, theo đó Tuchel đã nhận được bản hợp đồng cao ngất ngưỡng tới từ châu Á. Lời mời này đến từ một đội tuyển quốc gia bởi bóng đá nam của nước này hiện đang ở giai đoạn bết bát. Họ mong muốn Tuchel lên làm huấn luyện viên sẽ giúp cho bóng đá nước nhà thoát khỏi tình trạng khó khăn và quay trở lại sân chơi World Cup. Các phương tiện truyền thông nước Anh cũng chỉ ra rằng chính đội tuyển Trung Quốc muốn mời Tuchel làm huấn luyện viên trưởng. Một khi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận thành công với Tuchel, ông ấy sẽ đến Trung Quốc để làm huấn luyện ngay cuối năm 2022. Tuchel sẽ mang những ý tưởng huấn luyện hiện đại của mình đến Trung Quốc. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự cải thiện của bóng đá xứ tỷ dân. Đầu tháng 9 vừa qua, thì huấn luyện viên Tuchel bất ngờ bị câu lạc bộ Chelsea sa thải sau thất bại của đội bóng thành phố London trước Dinamo Zagreb tại vòng bảng UEFA Champions League. Hiện tại, chiến lược gia người Đức vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Thomas Tuchel chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào nếu như đồng ý đến Trung Quốc. Đây sẽ là bước ngoặt rất lớn đối với vị huấn luyện viên 49 tuổi.